Các em mời các em cùng tiếp tục đến với Unit 2 Language. Ở phần này chúng ta sẽ đến với các từ mới trước nhé. Believe. Character. Function. Persistence. Identity. Origin. Các em đã nghe xong. Bây giờ xin mời các em đến với nội dung chính của bài. Ở đây chúng ta sẽ đến với phần phát âm từ vựng và ngữ pháp. Về phần phát âm, chúng ta sẽ đến với các nguyên âm kép. Number one, listen and repeat, then practice saying the words. Nghe và nhắc lại, thực hành nói các từ. Ở đây chúng ta hãy cùng đọc nhé. Vần oi trong từ joy, enjoy. Vần i trong từ spicy và bài. Vần out trong từ crowded và từ around. Chúng ta cũng đến với phần chương. Làm việc theo cặp, gạch chân các từ mà chứa các âm. Đó là âm oi, âm ai và âm ao. Hãy nghe và kiểm tra. Đây chúng ta có cùng on stage, tức là trên sân khấu. Chúng ta cùng thực hành nói nhé. Về từ vựng, chúng ta sẽ đến với phần cultural diversity, sự đa dạng văn hóa. Hãy nổi những từ với nghĩa của chúng. Number one, chúng ta có từ origin. Origin ở đây có nghĩa là nguồn gốc, đối với câu C. Number two, popularity, sự phổ biến, sự ưa chuộng. Chúng ta sẽ nối với câu A. Number three, identity, là bản sắc. Chúng ta sẽ nối với câu E. Number four, festivities, là cái hoạt động trong lễ hội, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn câu B. Và câu số 5, trend, là xu hướng, chọn câu D. Hãy hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của các từ trong mục 1. Ở đây chúng ta nhớ chúng ta sẽ phải chia được từ nếu cần. Câu số 1. Language is considered the most important feature of a nation. Ngôn ngữ được coi là yếu tố quan trọng nhất, thuộc về bản sắc của một quốc gia, a nation identity. Number two, những cái gì đó của năm mới bắt đầu vào ngày 31 tháng 12, đúng không ạ? Vậy đây chúng ta sẽ chọn là từ festivities, là những cái hoạt động. Tiếp theo, The origin of that costume is still a mystery to local people. Nguồn gốc của phong tục đó vẫn còn là một điều bí ẩn đối với người dân địa phương. Number four, ở đây chúng ta có cái từ chance. Bởi vì sao? Chance phải thêm s, bởi vì từ chance là đếm được, mà chúng ta không có mạo từ đằng trước, vậy chúng ta sẽ phải thêm s. Cái bài báo này thảo luận những xu hướng hiện tại liên quan đến phong cách thời trang của giới trẻ. Number five,
The popularity of cycling among young people has increased. Sự ưa chuộng, đúng không ạ? Sự phổ biến của việc đạp xe trong giới trẻ đã tăng. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần grammar. Mạo từ, ôn tập và mở rộng. Chúng ta hãy ghi chép kiến thức nhé. Có hai loại mạo từ trong tiếng Anh, mạo từ không xác định bao gồm hai từ a, an và mạo từ xác định the. Chúng ta sử dụng mạo từ không xác định a, an trước danh từ số ít đếm được khi người đọc hoặc người nghe không biết là đang đề cập đến cái gì. I want to buy a souvenir. Tôi muốn mua một quà tặng. Chúng ta sử dụng mạo từ xác định the trước danh từ số ít hoặc số nhiều khi chúng ta nghĩ là người đọc, người nghe biết đang đề cập đến cái gì, bởi vì những lý do sau. Thứ nhất, chỉ có thứ duy nhất nói chung hoặc chỉ có thứ duy nhất trong ngữ cảnh đó. Chúng ta sẽ có the sun rises in the east. Mặt trời mọc ở hướng đông. It has already been mentioned. Nó đã được đề cập trước đó. We refer to musical instrument. Đề cập đến loại nhạc cụ. We also use definite articles the with. Chúng ta cũng sử dụng mạo từ xác định the với những quốc gia mà tên của nó bao gồm các từ như Kingdom or State hoặc các quốc gia mà có dạng số nhiều trong tên. Ví dụ, the UK, the US, the Philippines. Đại dương, biển, dãy núi. The Pacific is the largest of all oceans. We do not need an article with plural. Chúng ta sẽ không cần một mạo từ với các danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều. Danh từ đếm được hoặc không đếm được sử dụng trong ngữ cảnh chung chung không cụ thể. Ví dụ chúng ta nói hổ là loài động vật nguy hiểm, chúng ta sẽ chỉ cần nói tigers are endangered animals. Hổ là loài động vật nguy hiểm, đúng không ạ? Bài học hôm nay của chúng ta về phần lý thuyết thì dừng ở đây. Chúng ta sẽ đến với phần thực hành. One, Hãy chọn đáp án đúng. Ở đây chúng ta có câu 1, một trong số những truyền thống quen thuộc trong dòng trung thu là thưởng trăng tròn. Trăng tròn ở đây là cụ thể xác định rồi, chúng ta sẽ dùng là the full moon. Number two, traveling bird là người đầu tiên bay một mình qua ở đây là Đại Tây Dương, thì chúng ta sẽ dùng từ người phụ nữ Việt Nam nói chung, đúng không ạ? Mặc áo dài vào các dịp đặc biệt, chúng ta không cần dùng mạo từ. Câu số 4, tên quốc gia có chữ the state, the United States. My parents have never been to Rome. Rome là tên quốc, tên thành phố. Chúng ta dùng, không cần dùng mặc từ giờ. Chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi về chủ đề sau. Sử dụng các mạo từ đúng. Thì đây chúng ta thấy là chúng ta có chủ đề về musical instruments, về countries, về sea ocean mountain range. Ranges, các em sẽ phải sử dụng mạo từ đúng nhá. Thì đây thêm các ví dụ cho em như sau. Về nhạc cụ thì chúng ta sẽ có là Are you learning to play the piano? Yes, I am. Bạn học chơi đàn piano phải không? Đúng. Về đất nước thì chúng ta sẽ có Would you like to travel to the USA? Bạn có muốn đi du lịch đến nước Mỹ không? No, I'd like to visit the UK. Tôi muốn đến Vương quốc Anh. Về liên quan đến sông hồ, đúng không ạ? À, liên quan đến biển này, đại dương, dãy núi thì chúng ta sẽ có Do you want to swim in the Pacific Ocean? No, I just want to swim in the Red River. Bạn có muốn bơi ở biển Thái Bình Dương không? Không, tôi chỉ muốn bơi sông Hồng thôi. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong phần reading.